Quy chào bạn, Quy mua 20 cây bẫy ở dưới Kiên Giang về. Mà không biết đếm sao không có đếm lại á. Chú đưa có 19 cái à. Ngày qua mình với Thanh đi bẫy rồi. Cái chuột không phải ăn mà để bẫy làm mồi mình đi bỏ vô cái bẫy rắn á, đi bẫy nữa. Giờ mình mời bạn đi thăm bẫy chuột ha. Cái bẫy mình mua bẫy nhỏ là 6.000, bẫy lớn là 10.000 cái rồi. Hôm qua mình đi bẫy với Thanh, mình định mình quay luôn cho các bạn xem, nhưng mà lúc hôm qua trời chuyển mưa, lỡ mình nghĩ nếu mà trời mưa nữa ướt máy quay nên mình không có đem theo. Nay mình dẫn mấy bạn đi thăm thôi. Sáng cái gì nó quần không đây quá, bẫy cũng gần gần nhà nè. Đây cái con cái đầu tiên nha bạn, nó lo một đống rác vô luôn. Này chuột vàng mình nè, treo lên đi chứ đây sợ bô lô với con chó. Mình kiếm cái nhánh nè, cầm theo một chim mắc câu mắc nè lên đây này. Các bạn con này chuột ở đây gọi mấy con chuột dừa, nó xuống ăn nè mấy bạn thấy không, mình nó nhỏ hơn trước chứ sao thon, chứ không phải mập ú thù lù như mấy con chuột cống. Đây nhiều người ta giờ không có làm lúa nữa nên thường mình bẫy mình cũng bỏ lúa, lúa với cám cám viên cho vịt con hay gà con ăn á bạn, nó cũng rất là nhạy. Ở đây giờ chuột nó trên dừa rồi nó xuống đó, ăn rễ cây của cỏ rồi đó. Rồi này bị bung ra luôn rồi thằng ơi, này chắc chuột bự rồi, quậy tè le luôn nè. Mình mua 10 cái bẫy lớn mà chú đó đưa có 9 cái à, chứ hai 10 cái bẫy nhỏ này, bẫy nhỏ này 6.000 nữa bạn. Mua dưới Tuốt chứ Kiên Giang ở xã Thới Quảng, chợ Cả Mới Lớn, nghe cái chợ nghe tên cũng ngộ ngộ hả bạn ha, chợ Cả Mới Lớn. Mình có quay cái chợ đó cho bạn xem nữa. Chuột đây tối mình đi soi rồi mình thấy nhiều lắm nè, nè con chờ đó cơ, nó thù lù luôn nè. Con này là chuột vàng móc rồi bạn, chân trắng. Mấy con nhỏ mình là ấy nó quay đầu được. Mấy bạn thấy không, mình cái chuột bẫy này bẫy đạp, bẫy đạp phía dưới á, nên mình bỏ bẫy xuống xong mình mới rắc cám rắc lúa nè. Trời đất đực nè, mập quá đực. À, chục đực, chục vàng mình, chục vàng, chục đực nè. Cái con chuột, cái hòn này nó bự, còn chuột mà chuột cống cái hòn nhỏ, không là dính ba con ha bà ha, ba cái không dính ba con rồi mà nó bung ra sập bẫy được đó. Nhưng mà sao nó nại ra được đâu ta, gần đây có cái nè. Các bạn thấy có con gì nó kéo ra không? Chuột nhiều con nó cũng khôn lắm nha, nó không chui vô bẫy mà nó kéo ra ngoài để nó ăn này, nó kéo đặt ngược nè. Mình để như vậy nè, mình sẽ nó kéo ra làm gì. Mình chỉ cho coi cái cơ cấu của cái bẫy này. Bẫy này không có cần gắn mồi cục mồi. Các bạn thấy cái này có cái vòng nè ha. Đó, trên đây nè, chuột nó vô nó ăn thì nó đạp cái vòng này xuống. Đó, đạp bẫy lớn thôi. Kẹt luôn. Kẹt thay. Trong kia mình còn hai cái nữa, mình vòng bên kia mình thăm, phía bên kia mình đẩy bên cái ao sen mới lùm cái thứ đó. Đây
cái chuột thì nó cũng nói chung là chuột cống lan nó cũng sạch, tại không có cống rảnh gì đâu, cũng thức ăn thừa mình bỏ ra nó ăn, chứ không phải như chuột ăn ở cống rảnh thành phố hay bệnh viện nhìn nó dơ dáng. Ừ đất ơi, nè không các bạn thấy kia chạy rồi này, nè bẫy bạn thấy nó khôn không, nó tha cái bẫy ra đây không rồi nó mang chỗ này. Cái này mình phải cắm lại, cắm nguyên, lấy cái cây gì đè chứ này. Khôn quá khôn, ăn sạch luôn. Cái kia sạch nhưng bung ra là sao người ta làm hơi yếu mà không. Mình mới bước đây thì chuột chạy ra kệ, bữa nào lấy cái bẫy lớn bẫy. Bạn thấy đây chuột dữ lắm, đẩy chuột này để mình làm mồi thôi, mồi cái rắn. Chuột nó cực kỳ khôn các bạn, nó khôn lắm chứ không phải nó thế nào, nó biết có bẫy nó kéo ra ngoài, con nào ngu thì ráng chịu. Thanh coi nó khôn ghê không, này cũng có dấu chuột này. Nó nhỏ này nên lúa cũng ăn hết rồi. Nó có hồn nó cắn rồi. Bẫy nhỏ này phải đè lại các bạn, khôn quá, chuột khôn thật. Ê, chắc dính rồi, con quỷ bingo nó nhạt, nó chạy qua trước mình kìa. Bingo, bingo, xong ra anh đánh đòn mà. Ê, ê, bingo, bảy chuột con bảy mà giỏi quá. Bingo, còn đây, đây kìa. Bingo, hư hạ anh đánh đòn. Bingo này nói không nghe, nó không có nghe mà, nó không nghe lời. Ui, nó cắn anh, trời. Chuột nó thắng mình cái bingo này. Bà bờ cầm cái lồng á, đầu cắn lại chứ. Chụp lại cái lồng á, quỷ bingo nó đạp nó sợ bánh lồng. Chuột cắn mình. Nó hừ nó đi trước, bingo. Lưu lại đi là khó. Cái này cái bẫy này cũng bị sập nhưng mà chuột nó tung ra nó mất rồi. Thì nó thà lúa lên trên kia năng luôn. Quỷ bingo quá. Bực mình chạy trước nữa. Đây cũng dính nè. Mấy chuột nhỏ nhỏ gì dễ ấy bạn. Chuột nhỏ dễ bẫy. Nó mạnh nè. Có thay cỏ vô luôn. À. Mấy chuột này chuột vàng á, ăn thịt được. Mình không cho rắn ăn thì mình ăn. Quý chú cô phá quá. Nào chuột cắn. Ôi. Sập mà chạy ra mất rồi. Ai da. Tại cái này cái bẫy này cái lò xo rất là yếu các bạn. Bạn nhìn kỹ cái khoen này ha. Đập thì đảm bảo cái khoen này phải rớt xuống đây như vậy nè. Thì cái bẫy mới bị khóa lại. Bên kia rớt xuống bên đây nó không rớt á. Nên chuột nó đẩy ra được. Các bạn coi cái này nãy nó trên đây đó, không? Chuột đẩy ra nhiều. Không dính. Nhưng mà trước sau cũng dính. Trước sau thì mình cũng bắt hết con chuột. Mình có bẫy bên đây không Thanh? Đây nè. Chỗ nào? Ủa? Không phải. Chỗ này ba bốn cái. À. Đây nè. Chưa. Này còn nguyên, nó ăn ngoài nè. Nó ăn hết ngoài mà nó không chưa. Không chưa. Không. Về để mình sửa lại mấy cái bẫy cho nó nhảy. Cái dòng nha, thêm mỗi đoạn đập nó phải rớt xuống. Để nó khóa cái ấy lại. Đây. Tông này cho mình tông thoải mái luôn á. Chuột chà bá luôn á. Thu hoạch cũng khá.
Nếu có sót nãy giờ mình cũng không có đếm, em có kiểm không? Cái này nhìn nước còn nguyên luôn. Ờ đất ơi, cái này sao sập luôn rồi mà sao lại là được hả ta? Chui vô chui ra cái kẹt nào vậy? Cậy chưa? Cậy. Bảy phải chịu cậy như trò chơi mà. Đâu phải lúc nào cũng thắng hoàn toàn. Lúc thua lúc thắng. Giật tay đi. Trời ơi. Bạn thấy nó chuột nó khôn nè, nó tha cái bẫy ra tới ngoài luôn nè. Này mốt bẫy đi mình rút kinh nghiệm. Mình chèn lại cho nó không có, lấy cái cây mình đè lại cho nó không tha đi mất. Sao nó tông ra được? Ô nó cắn ra luôn Thanh ơi. Kẽm này dở quá. Chợ này chắc ba lông quá. Nè. Ừ, đằng kia dính kìa. Con bingo nó làm dữ rồi. Bingo. Bingo. Ba lông. Trời ơi, kẽm này dở quá. Nó cắn nó tung ra được. Này ở đây mình gọi ba lông hay là cống nhung các bạn. Ướt anh hết rồi. Còn cái thôi. Nhớ mình đem qua đây hay. Hả? Hết rồi không? Hôm bữa anh xách qua đây hai cái mà không biết còn chỗ. Còn cái chỗ nào ta? Hả? Không. Chỗ này anh nhớ đâu có cái nữa không? Hai cái không? Nãy anh thăm chứ, nãy anh thăm cái bị hư rồi chỗ nào? Anh nhớ bước qua đây hai cái, hai cái thôi. Không nhớ nữa. Đây. Cái con kia nè, nó cắn cái lỗ nữa mà. Này chúng kẽm này dở quá. À, nó cắn lỗ luôn, nó cắn nó khoét ra luôn. Ừ, ba lông nè, nó răng cứng. Này nó tung hơi bên nó nhỏ quá tung được nè, nãy cắn kim lỗ nè. À. À, con này cũng bự nè đó. Bự. Lúc anh qua đây là hai cái không? Đủ rồi không? Con này cũng muốn chui ra được đó. Đâu? Khốt chưa? Bự quá. Này mạnh lắm. Dạ, cái bẫy này dạ. Về cái sữa sao lại. Đi. Rút ra coi xem con kết quả. Nó vô được nhưng nó ra được. Làm bẫy phải làm cho nó vô được mà nó ra không được. Mình không có sữa gì ra. Cái lớn rồi. Mua về mình. Hả? Cái lớn rồi mà ngoài đầu. Tiếc không mấy bạn? Sạch, dính. Nó sập bẫy con gì, dính. Mấy bạn thấy mấy đám cỏ lớn rồi. Chuột giờ nó xuống nó ăn sen. Nó không có ăn... không có lúa nữa. Năng xe thôi. Hàng hay cái bịt gồ nữa hàng lắm. Giỏi bắt chuột ngoài kìa. Cái chuột trong lòng làm tinh tinh. Được khá khá.
chiều có mồi bẫy rắn này, chiều bắt đầu đi bẫy rắn. Dính cũng cả chục con không? Chuột này cũng mình nghĩ là nó cóc nhung nữa mà hàng tháng à, nó cắn tục cái lò xo này mà. Chuột này cũng ma mảnh ghê, cắn bên kia lỗ, bên kia cắn đèn lỗ. Cái này thì nó tung này mình không có cắn à. Nè không, nó tung này nó móp luôn nè à. Này bự quá. Không, nó cắn bên à nè, nó tung nè, tung đó à, đúng rồi, tung bung ra, tung bung mình kia cắn thì một phé nó mới ghê. Cái này mình phải làm cột thêm cái cây khoen, cái cây gì á thẳng đây nè, trắng lại thằng bình gầu nó hằng hay sợ luôn đó bạn. À, được tất cả 2, 4, 6, 7 con các bạn. Con này bẫy gần trong nhà, con này nó sao á, nó như chuột mù. Móp cái lòng, cái lòng dở thiệt, đẹp nguyên hư. Đã hồi dư đưa một cái bị cắn thiệt nè, cắn bảy con, cắn thiệt đó. Gì nha, rồi khi nào mình đi bẫy rắn mình cho bạn coi ha, mình có mồi đó, mình chỉ có mình có hang cốc nữa, bẫy cốc mình kiếm rắn hổ đó. Này chuột này thì rắn hổ hèo rồi, hổ hành đúng không ạ? Hổ ngựa được, nó phá chuột. Ơi! Hư quẩy anh. Ừ. Ê. Thôi giật hồi cắn nó bị luôn rồi. Mình nhét lại hay sao? Mình bỏ cua trăm lên, lấy đồ đẩy lại. Chuột công nhung này chắc có ăn thì bằng thịt con này nè, con này thịt ngon lắm nè, dài. Thôi cũng còn hơi nhỏ bạn, con cái bự à, cái con cá con này nó đánh cắn bự này, có ấy em mần luôn đi, nó cắn cái lỗ này ra đây nè. Nó chút rảnh nào mà chứ nó cắn bung luôn, dưới này bên này được. Bây giờ cho vô cho nó cắn cái bây giờ. Chó này chợ bạn mình cho chết. Nó cũng thích lội theo lắm, lội áp nước đủ thứ dí chuột. Chào các bạn nha, chào các bạn. Đó không đạp xuống rồi.